Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì các bạn và các anh chị cho mình hỏi một câu là hồi đó giờ các anh chị làm trong cái ngành dịch vụ của tôi nắng đối với một số các anh chị đã làm lâu rồi á, thì các anh chị có khi nào mà bị khách hàng tới phàn nàn là nói là mình chưa đưa bản chính rồi nó này nó nọ, thì mình nghĩ đó là một trong những cái tình huống có thể xảy ra nếu mà các anh chị và các bạn đã làm lâu rồi thì chắc chắn sẽ gặp tình huống này. Thì đôi khi mà mình trong khi quá trình mình làm thì chắc chắn đôi khi sẽ có sự sai sót, có khi là mình sẽ quên cái bản chính của khách hàng. Hai là khách hàng có thể làm rớt ở đâu đó và tìm không ra xong quay lại ăn vạ mình. Thì để khắc phục, hạn chế bớt cái tình trạng này thì hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị những cái cách mà mình làm để hạn chế bớt những cái thiếu sót này ha. Thì về cách thứ nhất đó là khi mà mình nhận tài liệu của tất cả khách hàng ô tô, thì đối với một số cái tài liệu đơn giản hoặc là một số tài liệu ít, ví dụ như chứng minh nhân dân hoặc là thẻ bảo hiểm gì đó hay là bằng lái xe gì đó, đôi khi khách hàng tới chỉ có phô một hai tờ thôi. Thì khi mà phô xong mình cắt xén rồi xong hết thì mình sẽ đặt cái bản chính lên trên cái bản gốc để mình đưa cho khách hàng, và khi mình đưa mình nói đây là cái bản chính và đây là cái bản photo mình kẹp phía dưới, rồi mình đưa cho khách hàng, đưa tặng tay cho khách hàng. Còn đối với khách hàng mà khi mà khách hàng đưa đối với những cái tài liệu nó nhiều hơn một chút, ví dụ như là trong một bộ tài liệu nó có khoảng 5, 6, 7, 8, 10 gì đó cái tài liệu mà cần photo, thì khi mà tất cả các khi các yêu khách hàng yêu cầu các chị photo, thì sau khi các anh chị photo thì những cái tài liệu nào thì các anh chị nên lấy riêng, kẹp riêng những cái phần đó, và cái bản chính thì các anh chị nên kẹp ở phía trên. Và sau khi khách hàng tới thì mình sẽ đưa cho khách hàng và mình sẽ nói là những cái phần nào và phần mỗi phần mình đều chỉ cái bản gốc cho khách hàng thấy, thì để sau này khách hàng có quay trở lại thì khách hàng cũng không có lý do gì đối thương mình, tại mình đã có chỉ cho khách hàng là vào thời điểm này mình đã giao cho khách hàng những bản chính và những info. Còn đối với những khách hàng mà khi mà quay lại vào đối thương mình thì các anh chị nên nghe hết cái câu chuyện của khách hàng chúng ta. Khi ví dụ nói tại sao mày không đưa cái bản chính cho tao thì mà mình nổi sừng cồ lại thì nó cũng không hay đối với khách hàng hoặc là đối với cái tiệm của mình. Thì đó các anh chị cứ để cho khách hàng nói hết xong rồi, nếu mà mình đã chắc chắn mình đưa cái bản chính rồi thì tất cả các anh chị phải nói chấn chỉnh ngay là cho khách hàng biết là tại cái thời điểm nào lúc ra đã đưa những bộ phần nào cho khách hàng, chắc chắn khách hàng sẽ không còn lý do gì mà để bắt bẻ chúng ta là làm mất cái bản chính của khách hàng nữa. Còn khi mà sự cố hữu là chúng ta quên cái này có chứ không phải không có, cái này có đôi khi chụp sổ hộ khẩu xong mình ví dụ sau khi chụp sổ hộ khẩu không, các bạn quên, các bạn để sổ hộ khẩu ở trên mặt kính của cái máy xong các anh chị lấy cái bản phô các anh chị đi cắt xén xong các anh chị đưa cho khách hàng, và sau khi đưa khách hàng xong có thể là cho trong quá trình mà trao đổi hay nói chuyện với khách hàng đó thì khách hàng cũng quên kiểm tra cái bản chính không ta cầm đi. Thì đối với trường hợp này thì mình chỉ cần lấy cái bản chính của khách hàng các bạn để lại thôi, để lại thì chắc chắn khách hàng sẽ quay lại, các bạn sẽ hỏi. Thì những cái tình huống này thì chỉ đơn giản thôi, mình chỉ cười thôi, là chỉ nói qua cho khách hàng thôi, thì khách hàng người ta cũng không có gì hết, người ta lấy bản chính rồi thì người ta trả cái vấn đề gì với mặt mẹ tất cả các anh chị em. Còn nếu mà tất cả các anh chị mà trong quá trình làm mà khi khách hàng tới phàn nàn mà các anh chị không biết chắc được là mình đã có đưa hay chưa, hoặc là trong quá trình khách đông á, nhiều lúc khách lễ đông thì mình đưa chưa, thì mình sẽ quan sát lại một lần nữa. Bắt đầu mình nói khách hàng sẽ đợi một chút, mình sẽ quan sát và mình cùng với khách hàng sẽ quan sát cái tiệm mình một lần nữa coi thử là có hay không. Nếu mà chúng ta để chỗ nào đó thì mình sẽ lấy lại đưa cho khách hàng, còn nếu mà mình không thấy mình cùng với khách hàng không thấy thì mình với khách hàng nên là về kiểm tra lại trong tập hoặc trong những cái kẹp giấy coi thử khách hàng hay không, hoặc là những cái nơi mà khách hàng đến coi thử có để quên hay không. Tại vì mình với khách hàng đã kiểm tra trong cái tiệm mình không có, và mình cũng không có cái lý do gì mà để lấy những cái bản chính của khách hàng để làm gì, đúng không? Mình đâu có cứ lấy, ví dụ như nó không có cái giá trị với mình lấy làm gì, đúng không? Và mình, kể cả những cái giá trị có mình cũng lấy làm gì, đó là những cái lòng tự trọng của mình, đúng không?
ví dụ như kể cả những khách hàng tới giữa lúc photo để quên điện thoại này kia thì mình vẫn cất lại đưa khách hàng, thì không có lý do gì những cái giấy tờ và trực thuộc tên của người ta mình giữ làm gì hết ha. Nên do đó là có sẽ có những cái cách để mà mình làm, mình trao đổi, mình thuyết phục với khách hàng. Tuy nhiên đó là một số cái tình huống mà mình nghĩ là tất cả các bạn và các anh chị nếu làm lâu thì sẽ gặp, và mình muốn chia sẻ video này cho tất cả các bạn và các anh chị mới mở tiệm để chúng ta đề phòng ha, chúng ta đề phòng những cái tình huống nó xảy ra, thì chắc chắn sẽ có những cái tình huống nó xảy ra. Nên là khi các anh chị cứ khi mà khách hàng vào, tất cả các anh chị làm xong, các anh chị kẹp cái bảng chính lên trên và đưa cho khách hàng, và đối với nhiều chúng ta sẽ giải thích từng phần khách hàng, thì chắc chắn cái việc mà khách hàng mang dấu chúng ta nó sẽ không còn, hoặc là đổ thừa chúng ta nó sẽ hạn chế bớt. Rồi đó là cái về cái tài liệu, những cái vấn đề mà nó sẽ gây ra cự cãi không hay đối với nếu mà khách hàng người ta cứ cố tình người ta đổ thừa cho mình ha. Còn cái vấn đề nữa mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn và các anh chị đó là cái ép nhựa. Thì ép nhựa thì đối với các anh chị mình thấy có một số tiệm khi khách hàng đưa cái sổ đỏ tới, sổ đất tới cái ép nhựa, thì các anh chị cũng bỏ vào, các anh chị ép cho người ta luôn, thì mình nghĩ cái đó không nên. Tại vì tất cả các anh chị và các bạn biết như thế này, cái sổ đất của người ta có thể là người ta muốn, khách hàng muốn bảo vệ nên người ta cũng nóng lòng người ta đi ép nhựa để người ta bảo vệ cái sổ của người ta. Tuy nhiên khi mà tất cả các anh chị và các bạn mà ép cứng thì ở cái mặt sau của cái sổ đỏ nó có một cái dòng, những cái dòng để điều chỉnh thông tin. Ví dụ trong một cái lúc nào đó cái khách hàng đó muốn cầm cái sổ đỏ đó đi vay tiền ngân hàng để mà làm cái vấn đề gì đó, thì ngân hàng bắt buộc phải hoặc là trên phòng đưa lên cái phòng tài nguyên để người ta ghi vào cái nội dung thế chấp ở ngân hàng nào. Thì nếu mà tất cả các anh chị mà đã ép cứng rồi thì làm sao người ta đã mở ra, người ta điều chỉnh thông tin, thì coi như là cái tờ sổ đỏ đó coi như nó bị hư rồi, và không có, nếu mà không có gỡ ra được thì chắc chắn ngân hàng sẽ không cho vay tiền và bắt buộc phải đổi lại cái sổ đỏ khác, mất thời gian. Nên do đó khi mà khách hàng cầm cái sổ đỏ tới cho tất cả các anh chị ép thì các anh chị nên từ chối và khuyên khách hàng nên có thể đi làm cái bao, hoặc là ra quầy chỗ tiệm tạp hóa, nhà sách gì đó, các anh chị mua một cái bao về tự bao để chúng ta bảo vệ. Còn đối với ép thì chúng ta nên khuyên khách hàng được ép và mình giải thích cho khách hàng như vậy. Ở đây mình đã gặp rất là nhiều trường hợp cũng đem tới ở tiệm nào đó ép xong rồi tới năn nỉ mình gỡ ra, và có một số cũng tùy một số trường hợp mà mình gỡ ra được. Đối với những cái trường hợp mà mấy người ta chỉ ép sơ qua thôi thì có thể gỡ ra nhẹ nhàng gỡ ra được, nhưng mà nó vẫn cái chữ nó vẫn mắc một chút xíu. Còn đối với mà những cái tiệm mà để máy nóng thì là nóng, ta ép cho nó cứng cho nó chắc luôn thì coi như sổ đỏ nó bị hư luôn. Do nên cho đó là đây là một trong những cái mà mình nghĩ đối với khi mà mình làm nghề thì khách hàng không biết thì mình cũng phải giải thích cho khách hàng. Mình ép một tờ giấy đó mình đang có 10.000 đồng thôi, thì mà mình đôi khi mình lại làm hại cho khách hàng thì mình cũng không nên ha. Mình muốn chia sẻ đấy. Nên ở video này mình muốn chia sẻ tất cả các bạn và các anh chị một chút cái nhận định của mình về cái cách làm sao để hạn chế cái thiếu sót cái bản chính cho khách hàng ở tiệm ô tô của mình, và những cái cách giải quyết giữa mình và khách hàng làm sao cho nó ổn thỏa, và cái chúng ta không nên ép cái sổ đỏ cho khách hàng. Rồi video của mình chia sẻ một chút cái nhận định, một chút cái kinh nghiệm của mình đã trải qua. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn và các anh chị mới mở tiệm. Khi mà các anh chị gặp những cái tình huống này thì các anh chị và các bạn có thể áp dụng vào, các anh chị làm để cho nó tốt hơn, cho nó thuận tiện hơn cho công việc của mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nhé.